Xin chào tất cả các bạn. Đã từ rất lâu rồi mình không có làm vlog, chắc cũng 3-4 tháng hay 3 tháng gì rồi. Thì thôi, cũng lâu, bữa nay rảnh rỗi, bữa nay là một ngày thứ bảy khá rảnh rỗi nên mình cũng làm cái vlog. Tại hôm nay bận quá các bạn, bận với gara CCM Fast, bận với dịch Covid nữa. Quá mệt mỏi với cái dịch này. Thì hôm nay mình làm cái vlog mới cho các bạn theo dõi, các bạn cũng cập nhật số tình hình. Racing Boy các bạn thấy đây, Racing Boy. Thì bây giờ mình đang đi qua Bình Dương để mình tiến về Bình Phước. Mình theo lời mời của anh Quý Trần á, là hội trưởng cái hội độ xe nổi tiếng khét tiếng Bình Phước, RS Turbo. Thì anh mời mình có lên Bình Phước để tham dự ngày hội ngày hôm nay. Thì bây giờ mình mới đi. Thì bây giờ mình cũng làm vlog để cập nhật tình hình đi. Trên chiếc Racing Boy này, coi như chiếc này là mới vừa chạy được thôi các bạn. Sau bao nhiêu năm nằm một chỗ thì cuối cùng nó cũng lăn bánh được và hoạt động khá tốt. Bây giờ thì nó sau 12 năm nhập về Việt Nam 2008, thì bây giờ đã là 35.000. Sau 12 năm chạy được có nhiêu đó km đó các bạn, là các bạn biết nó nằm gara nhiều hơn là nó chạy ngoài đường. Thì bây giờ cấu hình nâng cấp mình cũng làm xong hết rồi, chạy được khoảng 320 mã lực, khá là ok. Mình thấy cũng rất hài lòng. Tại 320 mã lực là con số nó rất là ok để chạy phố các bạn. Có nghĩa là turbo lag cũng không nhiều và cũng đủ tọt để dính ghế, cũng chạy khá là ok. Tuy là nó không mạnh bằng những chiếc trước mình độ, nhưng mà là tùy nhu cầu chủ xe thôi. Chủ xe nó chỉ muốn một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự bền bỉ. Và đặc biệt đó là phải chân ga phải nhạy. Thì muốn chân ga nhạy thì turbo phải nhỏ. Mà turbo phải nhỏ thì mã lực nhỏ thôi các bạn, đó là đương nhiên. Này bây giờ mình lên đường, mình đi Bình Phước từ Củ Chi, mình đi qua Bình Dương trước. Mình sẽ gặp anh Tâm Phan ở Bình Dương, và một số anh em khác nữa ở Bình Dương. Mình sẽ đi cùng với anh em lên chỗ anh Quý Trần để mình tham dự cái ngày hội đậu xe của bên anh Quý Trần tổ chức các bạn. Thì cái chiếc Racing Boy bây giờ nó là màu xanh như thế này nè, màu xanh World Rally Blue. Tất cả nội thất này nọ mình đưa về zin hết. Rất là tuyệt vời, mình cảm giác cũng khá là hài lòng. Máy lạnh thì hơi không lạnh tí, để mình về mình chỉnh lại cái máy lạnh này. Bữa mình có bơm ga tạm để chạy đỡ ngoài đường thôi, để test xe thôi. Cái đầu DVD này nó thiếu hai cái mặt dưỡng hai bên, cũng đang nghiên cứu để cho nó đầy đủ lại. Còn nước sơn thì đã sơn mới hết rồi, đồng thời cái tất cả ron cửa này nọ mình đã đi lại hết rồi các bạn, nó như mới luôn rồi đó. Vô chiếc xe mới rất là êm, gần như trong xe chỉ nghe tiếng bô thôi, thì cái điều đó là điều rất là phấn khích. Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, để mình ráng mình chạy tới Bình Dương. Anh em đã tới, anh em đã vô quán ăn hết rồi, mà từ sáng giờ mình bận việc ở CCM Fast nên mình chưa có đi được. Thôi mình chạy xe tiếp nha các bạn, hồi nữa sẽ gặp lại các bạn tiếp. Thưa các bạn, cái chiếc xe này là ông chủ xe tháo sạch hết rồi, giờ tháo luôn dây an toàn này nọ mọi thứ. Mình gài dây an toàn cũng được, cái mình gài kiểu vậy nè các bạn, gài cho có chứ để công an bắt cho mặt công. Cái quan trọng nữa đó, vì không có dây an toàn để gài, mất chốt quá rồi nên cái đèn nó cứ báo tít tít hoài, mà nó lì lắm, nó không chịu ngừng luôn, nó cứ tít từ nãy giờ chạy cũng 15 phút rồi, muốn điên với nó rồi. Từ đây mà lên tới Bình Phước chắc chịu không nổi với nó đâu. Chủ xe tháo sạch đồ xe đua mà, đâu cần dây an toàn. Mình vừa tới thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi các bạn. Thì mình sẽ gặp đoàn của anh Tâm Phan ở vị trí gần đây. Thì lâu lắm mình mới qua Bình Dương, thì mình không ngờ Bình Dương bây giờ đường xá quá ok.
phát triển quá tốt, nhất là khu này. Các bạn thấy không? Đôi lúc mình thấy phong cảnh cũng khá là đẹp, tại đường ở đây rất là uốn lượn. Nhất là đường Cách Mạng tháng 8 các bạn, cái trục đường Cách Mạng tháng 8 đi uốn lượn rất là hay. Mình cảm giác là rất là ok, cũng giống như đi du lịch vậy, từ Củ Chi qua Bình Dương thì rất là gần. Bầu trời hôm nay rất là xanh. Chỉ tiếc là hơi nóng một tí thôi, xe này giờ mình 98 độ F là tầm cỡ ba mấy 40 độ C á các bạn. Xe này là xe bản Mỹ nha các bạn. Chiếc STI này, chiếc STI bản Mỹ, chiếc này chiếc Racing Boy á mà mình làm dự án cũng ẩm rài giờ mới xong á. Thì nó là bản Mỹ, nó nhập Mỹ. Và thấy đồng hồ công tơ mét nó có may trên giờ nè ha. Nhiệt độ là nhiệt độ F chứ không phải là nhiệt độ C. Nhưng mà mình thích bản Mỹ ha. Mình luôn luôn thích bản Mỹ. Bản Mỹ nó vẫn có cái hay riêng của nó. Vậy nha các bạn. Thôi các bạn, mình mới vừa nhập đoàn rồi các bạn. Thì các bạn thấy chiếc xe của anh Tâm Vàng ở phía trước. Đó chiếc STI 800. Nạp quá. Mình chạy lại xe này của mình thì có 300, khoảng 300, 320 mã lực rồi. Chiếc đó bây giờ khoảng 500-600 mã lực rồi. Chiếc đó chiếc STI 800 hồi trước nó màu đỏ đó. Đập kết với đập dịch chân gì vậy mấy anh? Anh Tâm Vàng đổi thành màu đen rồi. Anh Công An Bình anh. Anh thấy màu đen thì đẹp hơn á, chứ màu đỏ thì thấy cũng không đẹp lắm, tại màu đỏ nó hơi tối. Ủa ai có cái location của nó không? Dạ quăng lên hội cũ kể đi. Mấy bạn đang chuẩn bị quẹo đây. Trong lúc chờ các bác đổ xăng thì mình coi lại thông số máy một tí. Thì thứ nhất là hai vấn đề cần phải nói á. Thứ nhất là cái nhiệt độ intake temp, nhiệt độ khi nạp rất là cao các bạn, 167 độ F là gần 80 độ C. Rất là cao tại vì cái họng intake của xe này nó độ rồi. Nó độ rồi nhưng mà độ không có đúng, rất là tệ. Để hồi mình lấy hình cho các bạn coi, mình chưa mua kịp cái intake temp, chưa mua kịp cái bộ intake mới về thay cho xe này. Mình vẫn xài cái bộ intake zin từ hồi đời cố nội nào của, không phải zin mà là đồ độ từ hồi cố nội nào của chiếc xe này á. Mấy năm trước á, mười mấy năm trước á, người ta độ giống vậy rất là thất bại không. 167 độ rất là cao, không thể chạy được luôn. Như đây là chắc chắn khi mà tuning là mình cho timing giảm gần như tối giản luôn, cũng không có bao nhiêu power rồi đó. Trong cái xe người ta nó chỉ nằm có tức 110-120 đó, khi đạp thì giảm còn có 100, còn xe này là 106-107 liên tục các bạn. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình có báo lỗi động cơ nằm đây, bạn thấy không? Check engine light nằm ngay chỗ này, thì mình chỉ cần vô trong đây để mình coi lại là lỗi gì. Thì cuối cùng ra là cái lỗi rất là nhảm nhí. Neutral switch circuit height có nghĩa là cái neutral switch là cái tín hiệu khi hộp số trả về mo này các bạn, trả về mo để nó có cái tín hiệu trả về mo cái động cơ mà nó bị hư, nó bị lỗi đó. Thì chắc là do cái xe này tháo vô rất nhiều lần rồi nên nó có gì đó lỏng chừng ở dưới đây, lỏng hệ dây dưới đây. Để mình về mình coi, mình cắm lại các bạn. Thì hiện giờ thì thấy có hai cái vấn đề đó, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là vấn đề intake temp quá tệ. Quá cao. Để coi là giờ sau khi ngừng mấy phút rồi đó là coi nó là nhiều, 171 rồi, thấy không? Quá tệ. 171 gần như là không có chạy được cái gì cả. Quá tệ, quá tệ. Mình chắc chắn phải khắc phục cái trường hợp này và phải thay cái bộ intake đúng nghĩa của nó. Một là zin. Intake zin rất là ngon nha các bạn, đừng có độ bậy bạ. Zin rất là ngon, đừng có độ thì phải độ đúng. Chứ đừng có xài mấy cái đồ độ mà không ra gì giống như chiếc xe này. Chiếc xe này là đồ zin của nó là rất là tệ. Đó, thì hồi nữa mình cho các bạn coi nó tệ cỡ chừng nào, bất ngờ ha. Tiếp theo trong video mình sẽ đề cập vấn đề này sau. Vậy nha các bạn. ESS thăng này nọ nó sẽ tắt hết chức năng đó, thì mình xóa rất là đơn giản các bạn. Vô trong cái phần mềm của mình, phần mềm tuning là có thể xóa R16 final. Mình sẽ xóa cái đó, và cái thứ hai nữa mình phải chỉnh là cái timing, tại vì cái
cái insect time như nãy mình có nói á, là nó cực kỳ cao. Thí dụ bây giờ các bạn thấy 171 rồi, 171 là cực kỳ cao, gần như chạy không được á. À, tại vì cái intake này quá dở nên mình sẽ chỉnh lại một tí vào cái intake này nữa để cho nó bù vô cái nhiệt độ cao này, chạy cho nó tốt hơn các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục lên đường các bạn. Mình đã hỏi lại đoàn một số xe khác nữa. Thì kỳ này nó không phải là xe Nhật không, mà cũng có một số bạn là chạy xe Đức, xe Mỹ này nọ, đủ kiểu. Thì chiếc trước của mình là chiếc Evolution, một trong hình như 3 chiếc duy nhất có ở Việt Nam, Evo, Mitsubishi Evo. Thì mình đang làm một chiếc ở CCM Fast, chiếc này với là một chiếc ngoài Bắc, chiếc ngoài Bắc là còn xin mới kèm các bạn. Hiện giờ mình đang đi, chắc cũng còn khoảng chừng nửa tiếng nữa là tới nơi rồi, tại đi Bình Phước mà, Bình Phước là kế bên thôi, không có gì xa lắm. Mấy bạn này, mấy bác này chạy đạp ga chạy dữ lắm, máu lửa lắm, mà thấy cũng nguy hiểm quá. Tay lái thì yếu và vậy nên cũng không dám theo, không dám đu. Thôi cũng vui rồi nha các bạn, tiếp tục hành trình đây. Chừng 8 cây số nữa là mình đến cái điểm dừng chân, là nơi tòa hội tụ của với anh em Bình Phước này nọ. Thì bây giờ thì mọi người cũng đang chạy trong đoàn thôi, nhưng mà xe bữa nay hơi đông bởi vậy nên cũng bị lẻ tẻ vài ba chỗ. Thì chuyến đi ngày hôm nay thì có hai mục đích: thứ nhất là làm quen với các anh em, cái thứ hai nữa là mình cũng muốn test cái chiếc xe Racing Boy này như thế nào. Tại Racing Boy thì mình làm là mình chỉ làm được dàn dyno này nó ở gara thôi, chứ chưa bao giờ chạy đường xa như thế nào nên mình cũng chưa biết nó bị hư cái gì. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề bạn, tại vì cái chiếc Racing Boy này nó đã trải qua rất nhiều gian truân trước đây. Thì mình có thấy được một số vấn đề quan trọng, nãy mình có nói một phần rồi, bây giờ mình nói thêm. Đó là thứ nhất là cái chuyện nóng là cái intake cái họng nạp rất là dở, cái họng nạp là họng độ rất là dở. Thì thôi không nói thêm nữa, cái này phải gắn họng zin vô thôi, họng zin là tốt nhất các bạn. Với cái thầm power này, cái thầm power cả 300 mã lực thì họng zin là số 1, khỏi cần phải lăn tăn tốn tiền mua họng độ làm cái giống gì. Cái thứ hai đó là cái dàn gầm xe này nó hơi rẹo, có nghĩa là mình nghe rung lắc dữ lắm, mặc dù là mình đã vô bốn cây phuột build stand dành riêng cho STI rồi. Mình đã vô 4 cây rồi nhưng mà cái dàn thanh dằn này nọ, nó cao su này nọ rất là rẹo. Thì tương lai mình sẽ gắn, thì mình sẽ đổ cái dàn Super Pro vào, tất cả dàn cao su Super Pro vào thì chắc chắn nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Nên chạy bây giờ nó bạn có thể nghe lụp cụp này nọ, nó cũng không có phải là sướng lắm. Cái thứ ba nữa là cái hộp số này nó có một cái rắc cắm, hình như cái rắc này nó bị hư rồi. Rắc cắm giữa hộp số với cái ECU để mình điều khiển cái V-size trung tâm đó các bạn. Xe này hai cầu, nó có V-size trung tâm, có thể điều khiển lực ép lên xuống này nọ, ép lên cầu trước hoặc ép lên cầu sau này nọ. Thì cái đó thì mình cũng mình hình như cái dắt nó bị lỏng hay sao á, nên giờ bạn nhìn thấy cái tắp lô không, nó có báo đèn, cái đó nó chưa hoạt động được cái vấn đề đó, thì mình sẽ về mình coi lại cái đó luôn. Thì một số vấn đề vậy thôi là mình có thể khắc phục hết những tình trạng của chiếc xe này rồi. Về hoạt động máy móc thì rất là trơn tru thoải mái, không có vấn đề gì đáng ngại phải lo lắng cả các bạn. Vậy thôi các bạn, mình tiếp tục hành trình đây. Thêm một cái vấn đề nữa mình muốn đề cập đến chiếc xe này nữa là cái két nước của nó. Cái két nước của nó rất là tệ các bạn. Cái xe này hồi trước khi mà đến với mình á, là cái đường nước, các bạn coi những tập trước của dự án Racing Boy á, thì cái đường nước của nó là cực kỳ tệ, có nghĩa là đóng một lớp ten dày, rất là dày và rất là đỏ, coi như ten mà bị sét á. Bây giờ mình đã tái chế rồi, coi như là mình đã vệ sinh tối đa rồi, nhưng mà cái két nước nó vẫn còn đóng, cũng chưa phải là sạch nhất nữa các bạn. Bởi vậy nên bây giờ mình cảm giác như nhiệt nó chưa giải tỏa được tốt, có nghĩa là có mặc dù có các nước độ đàng hoàng nhưng mà nó nhiệt nó không có giải tỏa một cách hiệu suất cao cả các bạn. Nên khi nào mình chạy cũng nhiệt độ cũng 205 độ F á, độ F thôi, là khoảng 100 độ C các bạn. Thì nó cũng dở, để mình phải giờ mình nghiên cứu lại, tại két này nó không thể nào xúc được, không biết là có chỗ nào xúc két mà xúc triệt để không, tại vì nó đóng một lớp ten phải nói là vĩ đại.
đó là lớp ten cũng căng đó, cũng căng lắm. Bởi vì nên giờ mình về mình nghiên cứu có thể gắn các nước zin cũng được, không cần phải đột. Cái nước zin rất là tốt các bạn. Rồi cái này là mình đã đến nơi, đó là trạm zin thành công của bác Quý Trần. Bác Quý Trần đã mời mình hôm nay đến tham dự cái hội nghị này. Đây là trạm zin thành công của ổng thì chắc cũng với ông ta không biết phải trạm zin thành công không, này thấy ở đứng ngoài công ty vận tải thành công nó đó các bạn. Thì dữ dằn cái miếng đất này chắc cũng phải 5 mẫu. Thôi để mình vô mình chụp lại. Binh đoàn tham dự cái lễ hội JDM này cực kỳ nhiều các bạn, quá trời nhiều. Tại kỳ này mình cho nhiều chiếc xe khác không phải là JDM cũng đi được á, bởi vậy nên hội mở rồi như là từ đó rồi tới đây rất nhiều hội. Chiếc GT này GT thiệt nha các bạn, GT 500, chiếc GC SJ 800, chiếc Celica này nọ, M5 M16, GTA này mới hấp dẫn đây. Điều này là con hấp dẫn nhất. Rất thích những con này. Xe mình tút đằng kia. Thôi mình lên đường giờ đi đâu ta? Cũng không rõ nữa. Đi theo anh em thôi, anh em đi đâu mình đi đó. Chuẩn bị lên đường. Mình giờ không biết là đi tới đâu nữa. Subaru chạy láo nè, hai chiếc Subaru chạy láo.
chạy thuốc bên trong à, đi Subaru mà chạy láo dễ sợ luôn. Cũng là khá ok. Dẫn đoàn là một chiếc Nissan Z240 cô đội RS Turbo. Sau đó là một chiếc Nissan GTR các bạn. Chắc cũng gần tới cái địa điểm dừng chân kế tiếp rồi, mình cũng chưa không nhớ là cái đó là cái gì nữa các bạn. Mình cứ đi theo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cà phê nha các bạn. Theo như thông báo mới nhất của đoàn là mình sẽ đi cà phê. Sorry các bạn, mình phải chuyển số bởi vậy. Chạy xe xấu sàng nó vậy đó, nó bị kẹt tay à. Ở đây thì đã là đồng xoài rồi đó. Ở đây đã là đồng xoài rồi. Bây giờ đoàn dẫn vô cà phê. Mình nghe nói cà phê này có cái hồ gì đẹp lắm. Để mình chuyển tay. Bây giờ mình đang cầm tay trái à, tay phải thì vừa bẻ vô lăng, vừa chuyển số, nó hơi bất nguy hiểm. Ê, nó hơi nguy hiểm tí à, mấy bạn thông cảm. Mình chạy quen rồi. Coi như chiếc này đã được hồi sinh được khoảng 100 cây số rồi các bạn. Mọi chuyện vẫn ổn, rất ok. Chỉ một số vấn đề cần phải khắc phục thôi à, thứ nhất là cái máy lạnh. Cái máy lạnh thêm nói thêm cái máy lạnh. Cái máy lạnh hiện giờ nó đang rất là bị nồng cái mùi gì đó à, có nghĩa là mình lấy gió ngoài thì rất là ok, không vấn đề gì. Nhưng mà lấy gió ngoài thì nó lại không đủ lạnh à, nhưng mà lấy gió trong á, thì nó lại rất rất nồng. Chứ phải hôi nha các bạn. Rất nồng một cái mùi hóa chất gì đó mà mình chưa được, mình không thể chịu nổi luôn. Nên bây giờ mình vẫn phải tiếp tục lấy gió ngoài à. À, bây giờ để sắp lại một hàng hết à, mình đang chạy số 2 bởi vậy nó hơi rần xe à, bầu trời trên đây khá là đẹp, khá là trong xanh. Bởi vì còn một số đã lặt vặt để khắc phục để hoàn thiện chiếc Racing Boy này thôi, là nó sẽ được về với chủ mới của nó à, một cách trọn vẹn. Sau bao nhiêu năm tháng gian truân không có thể nào hoạt động được một cái mỹ mãn cả à, một cái vấn đề nó mới nhắc tới vấn đề đó thì mình đề cập thêm đó là cái turbo. Cái turbo của chiếc Racing Boy này nó cũng rất là cũ rồi các bạn. Nó được mua từ hồi 10 năm trước rồi, kể từ chủ đầu tiên của chiếc xe người ta độ, người ta đã mua cái turbo rồi. Thì cái turbo độ này nó rất là tốt, nó là turbo hiệu đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải turbo chợ hay là Trung Quốc hay là gì đâu. Turbo cực kỳ ngon nhưng mà nó rơ rồi các bạn, sau bao nhiêu năm tháng rồi cũng tháo ra gỡ vô nó rơ kìa, rồi mình ráp lại á thì nó lại rất là rơ rồi à, hiện giờ mình thậm chí khi mà nổ guarantee á mình có thể nghe tiếng cánh quạt nó quay và nó có vẻ như nó rơ tới mức mà nó có thể bị chạm vô cái thành của cái turbo rồi. Vậy nên mình rất là cũng hơi lo ngại tí, nên không biết cái turbo này có sống lâu hay không. Turbo này cũng không phải là turbo lớn gì cả, nó turbo cỡ thức zin thôi, nó không có gì đặc biệt à, nhưng mà nó cũng là turbo độ, nó khoảng được 350 mã lực đó các bạn. Thì cái turbo này hiện giờ rất là rơ thì chắc mình sẽ tư vấn bác chủ chạy một thời gian đi, rồi tới ngày nào đó thì chắc cũng phải thay thôi, chứ cái này nó sống cũng không lâu được nữa đâu. À, có một chiếc Ford Mustang GT500 đời cũ. GT500 đời cũ, đời cũ này thì máy 4.6 không có độ được nhiều lắm. Xin chào các bạn, thì mình đây, anh em đang ngừng ở quán cà phê giang hồ này nọ. Thì nó có hồ xong này nọ thì mình thôi mình lướt sơ cái đoàn xe này, công mấy còn cái trăm chiếc á. Thì đây chiếc mẹt thì không gì đặc biệt, đây là 93, là số bằng số 93, số này là chiếc M6 số 72. Đây có đội 93 luôn, đội Bình Phước này các bạn, chiếc Raptor thôi. Chiếc này chiếc Triton của anh Tâm Phan. Chiếc này chiếc Ranger. Đó, đi dọc lên hết để mình giới thiệu từng chiếc luôn cho các bạn coi. Chiếc này chiếc GLK. À, chiếc Ford Mustang GT, GT chính gốc chính hiệu. Máy 5.0, máy Coyote rất là ok. Chiếc này là chiếc Twin Turbo của anh Lê Hoàng. Này chiếc G37. G37 này không biết cái mâm này vấn đề gì rồi, chắc là bị hư. Chiếc này là chiếc M6. M6 này là tiến bộ nó rất là dữ dằn. Cặp phanh này cũng thuộc dạng đính. Đây một chiếc mẹt nữa, thêm một chiếc mẹt nữa. Còn đây là chiếc Mazda 6 2.5 độ wide body, cực kỳ wide luôn các bạn. Còn chiếc này là chiếc Mazda CX-5 nhưng mà độ là chuyên độ âm thanh, cái dạng âm thanh là cực kỳ đỉnh. Chiếc này là của anh Trung, Sắc Trung. Chiếc này chiếc gì quên tên rồi. À, chiếc này Civic SE, chiếc này nổi tiếng đây, rất là ngon. Chiếc này chiếc BMW Serie 3 thôi. Rồi, chiếc này chiếc Z350 độ wide body Evolution. Tiếp theo là chiếc Raptor, chiếc Ranger Raptor độ full âm thanh các bạn. Như bạn thấy ở sau phía cabo là đuôi xe là gần như là full loa.
chiếc S 800. Chiếc gì? Chiếc xe đó là đi riêng tiền độ âm thanh là 1.8 tỷ, đúng rồi, cả trong cả ngoài. Đó, mình độ công suất có 500 triệu à, nhưng mà ta độ âm thanh tới 1.8 tỷ rồi các bạn. Này chiếc STI 800 của anh Tâm Phan. Góc nó màu đỏ nha các bạn. Này mình nói nè, mới có dán đề can bên ngoài thôi. Giờ hôm nay mình sơn lại hết. À, chiếc WX GC. À, chiếc Mini Cooper. Audi TT. À, chiếc này cũng khá là đặc biệt các bạn. Chiếc này là chiếc Nissan 240Z của hội Restable, như máy là RB25 Turbo. Chiếc này chiếc V8 4GT. À, chiếc này chiếc GTR, đằng kia thì có chiếc GTR của anh Quý. À, thêm được chiếc vàng 93 370Z, chiếc này cũng deep dữ lắm. Chiếc này là chiếc một trong chiếc GTR còn tốt nhất ở Việt Nam hiện giờ. Đó. Đó là tổng thể của cái đội hình ngày hôm nay các bạn. À, rất là đông à, khắp luôn, gọi như là mình ngồi bên đây là ngồi uống quán cà phê, bên đây là hồ, bên đây là đường. À, có nhạc luôn. À, ngồi uống cà phê đây. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, mình mới vừa đi JDM về tối ngày hôm qua luôn. Chứ mình không có ở lại để mình coi, thì tối hôm qua mình giao lưu với anh em này nọ thôi. Rồi mình bắt tay mình về. Mình không ở lại qua đêm nên nó cũng không có gì hấp dẫn. Hôm qua chắc hấp dẫn lắm mà tại mình không có mặt thôi. Nên sáng ngày hôm nay mình đã có mặt ở CCM Fast rồi. Mình làm thêm cái clip nhỏ nhỏ để kết thúc luôn cái video này. Đó là mình nói thêm về một số cái tồn động của chiếc Racing Boy nằm ở đây nè. Hôm qua mình lấy chiếc Racing Boy mình đi, thì cái tồn động lớn nhất mà chiếc Racing Boy nó còn lại chính là cái intake này. Mình đã nói rất nhiều lần trong video là nó rất là tệ, thì mình muốn giải thích thêm nữa là lý do tại sao nó tệ. Thì trước hết các bạn không hiểu intake là gì, đó là hút khí tươi vào động cơ. Thì khí tươi nó có nghĩa là thứ nhất là khí nó phải tươi, nó phải thứ nhất là khí nó phải có dầu oxy, và thứ hai nữa là nhiệt độ nó phải thấp, nó phải mát. Thì hai cái yếu tố nó đạt được thì động cơ nó mới mạnh được, nó hoạt động mạnh được. Nhưng mà đối với cái intake độ này, cái này là sản phẩm độ của những chủ xe trước các bạn, thì mình không hiểu cái này là cái hiệu gì nữa. Cái intake này chắc intake nhà chế quá, mà thấy nó vừa xấu mà nó vừa không hợp lý nữa. Thì cái này á, cái intake này nó tồn động cái vấn đề là hai cái vấn đề đều không đạt được luôn các bạn. Hai vấn đề đều không đạt được. Thứ nhất là nó không lấy được khí tươi. Bạn coi coi, khí tươi lấy ở đâu? Đây kính bích. Kính bích hết. Nguyên phía trước này kính bích hết, không hề khí tươi. Nắp capo đóng lại là gần như kín luôn, nó không có khí tươi đi vô, không khí tươi đi vô gì hết. Thứ nhất là không lấy khí tươi, cái thứ hai nữa là không lấy được khí tươi, mà nó còn lấy không lấy được khí mà bị có nhiệt độ thấp nữa, mà lấy khí nóng thiệt là nóng trực tiếp từ động cơ luôn. Động cơ nằm đây hoạt động cực kỳ nóng, nó hút luôn, nó hút khí nóng vô. Bởi vì hôm qua các bạn thấy mình có nói là nhiệt độ khí nạp cực kỳ cao, 170 mấy, thậm chí 180 độ F, mà gần như là mình chưa bao giờ chạy với xe nào mà có nhiệt độ khí nạp cao vậy hết. À, mình thường thường mình chạy mà ép trong trường đua là nọ cỡ chừng 140 là maximum, mà nó tới 170 rồi. Mà 170 này là chạy guarantee bình thường nha, chạy chậm chậm guarantee thôi, đó là nó giống vậy. Còn khi mình chạy nhanh dồi vào không khí, có như khí luồng gió thổi dồi vào từ bên ngoài vô á, thì nhiệt độ thấp nhất là mình thấy được là khoảng 140, nó cũng không thể nào xuống được. À, vì lý do giống vậy nên nó hạn chế công suất của động cơ rất là nhiều. Hồi trước mình đã tuning chiếc xe này rồi, được 320 mã lực, đó là con số khá là ấn tượng. Nhưng mà cái vấn đề là mình tuôn trong phòng dyno. Lúc mà khi mình tuôn đó là mình mở nắp capo là giống như thế này nè, mình tuôn. Bởi vậy nên khi mở nắp capo nên luồng không khí từ quạt của phòng dyno thổi vô là thổi trực tiếp lên đây, nên nó không bị giống vấn đề bị khí nạp giống vậy. Nhưng mà ngày hôm qua mình chạy ngoài đường thật á, là mình đóng nắp capo lại rồi là thất bại hoàn toàn, gần như không đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà khi intake. Thì giải pháp là cái gì? Giải pháp thứ nhất là mình có thể là thay luôn, đương nhiên là phải thay intake rồi. Nhưng mà một là thay intake độ, hai là để là intake zin. À, nhiều người cũng thắc mắc tại sao mắc gì phải thay intake zin, nó có đủ không khí hay không. Nhưng mình quả quyết với các bạn một điều là tất cả các xe này thường hiện nay intake zin là ngon nhất. Đối với cái mức công suất cỡ từ tăng cỡ chừng 30% đến 50% công suất của xe, chừng nào mình cao hơn cái mức đó đi rồi mình hãy nghĩ tới intake độ.
còn nằm ở 30-50% công suất của xe tăng lên á thì Intakin là ngon nhất các bạn, tại người ta đã thiết kế rất là chuẩn rồi, từ hãng người ta thiết kế rất là chuẩn là lấy được khí tươi và lấy được khí và gió rất là mát, không có bị nóng. Đó, nhưng mà mình bày đặt mình độ này độ nọ vô là cuối cùng là thất bại thôi, như cái Intake này vừa xấu mà vừa thất bại nữa, nên giờ cuối cùng á là mình đã đặt một cái Intake độ, tại chủ xe thích độ nên phải đặt đồ độ thôi, thì cái Intake độ của mình nó là sẽ kết nối từ đây qua đây, nó sẽ đâm xuống dưới hốc bánh, nó đâm xuống hốc bánh nè, là cái Intake nằm ngay chỗ này nè, nó nên Intake sẽ nằm ngay chỗ này, cái này nó sẽ có cái đèn nữa như bạn mình tâm, cái này thì nó lấy gió từ đây vô, từ dưới lên nè, từ hốc bánh qua đó, tất cả gió tươi lấy từ đó, và Intake nó cũng lấy gió từ đó đó các bạn. Đó, nên mình sẽ chắc ngày mai ngày mốt là Intake nó về, mình sẽ gắn lại tất cả rồi mình sẽ tuning lại, tại Intake mới về mình sẽ tuning lại luôn, tại cái sensor nằm đây, cái sensor khi lưu lượng khí nạp nằm đây, khi mình gắn cái đường ống Intake mới nó sẽ thay đổi một tí xíu so với cái sensor này, mình phải tuning lại một tí à, cũng không có khó khăn gì à, đây đó là cái tầng tồn động lớn nhất của cái động cơ hiện nay. Còn cái phần dàn gầm thì sáng vô mình đã kiểm tra hết rồi, thì tất cả rutin này nọ nó cũng rơ hết rồi, mình sẽ vào thay cao su, thay lại dàn gầm hết. À, nguyên cái dàn cao su dàn gầm từ trước ra sau, cao su càng A, cao su thanh dàn, cao su thước lái, rồi cao su hộp cầu gì đó, tụi luôn qua mình thay hết. Của hãng Super Pro các bạn, chuyên sản xuất cao su cho tất cả dòng xe, mình ở đại lý của Super Pro luôn rồi. Mình sẽ nhập cái đó về mình làm thí điểm. Rồi nên vậy từ gầm với máy, còn một tí xíu về điện nữa, ba món này xong nữa là coi như hoàn thiện hoàn toàn 100% nha các bạn. Racing Boy bây giờ chính thức đã hồi sinh rồi, hoạt động rất tốt luôn các bạn. Đây qua đi, nhớt vẫn còn trắng, vẫn còn rất sạch, động cơ hoạt động cực kỳ tốt các bạn, không hao nhớt không gì cả, mọi thứ đều rất là ok, thấy hài lòng với sản phẩm này lắm. Thì đó là cái toàn bộ nội dung của cái vlog mới của mình lần này, thì hy vọng tương lai mình có nhiều thời gian hơn mình sẽ tiếp tục làm thêm nhiều vlog nữa, chứ không để các bạn chờ nữa. Thì thôi, mình xin phép tạm dừng vlog này tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở vlog kế tiếp.